giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn vui thế nào, có dần hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù một điều gì. Bận lòng nhiều điều về em. Em bình tâm. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con anh đẹp cứ liều yêu em. Tuy em không có gì nhiều, gia đình tỷ phú nói vậy cho nhanh đi. Em yêu anh như 3 năm 7 thôi, vì em muốn cuộc tình mình không thể nào mà chia đôi. Mẹ em thấy em thương thầm anh nên mới bán luôn. Tạm biệt tôi của 2022. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi nơi. Trong trình mô tô vạch ông có hơi xoay đầu play. Nơi ai ná tới play ơi play tới tèm mày không mê. Này, khi nào mà tự dưng cuộc đời vật ngã bạn một cái thì hãy nhớ là bằng niềm tin không lung lay, bạn đổi thay cuộc đời, và với ước mơ khát khao bạn xây mộng lớn lao. Nhìn lại từ điều nhỏ bé mỗi ngày miệt mài đã thành một hành trình dài bạn đang bước tiếp. Nụ cười vì thêm ấm áp sung túc trong ngôi nhà, và thêm đóa hoa xinh tươi bạn mang đến cho mình. Làm việc thật nhiều để bạn vươn xa hơn, để bạn bay cao hơn, để bạn có thứ xứng đáng hơn. Ngọt ngào. Anh tí, anh tèo, anh nào em cũng quý, nhưng trái tim này chỉ có một mà